Hi, chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình ha. Thì mấy hôm nay thì mình không có quay mấy cái video về mấy con máy khoan, máy con vít nha. Lý do là mình hết pin nè. Thì hôm nay pin mình mới về lại. Mình mới về được hôm qua ha, pin mới về hôm qua. Về có 100 sale à. Thì mình đó là lý do là vì sao mấy hôm nay mình không đăng mấy con khoan và bóng vít ha các bạn. Thì hôm nay pin về rồi, thì giờ các bạn nào đặt thì mình có rồi ha. Thì hôm bữa trước có anh đặt hàng nhưng mà mình chưa có pin, mình gửi hơi trễ, trễ anh 1 2 ngày gì đó. Thì cái anh đó chắc anh sẽ nhận trễ nha, thông cảm giùm mình nha. Rồi ok, thì hôm nay mình trên bàn mình sẽ có khoảng 4 4 5 con bóng vít nha, với khoảng 4 5 con khoan gì đó nha các bạn. Thì đây mình giới thiệu luôn ha các bạn. Đây là mấy con mình, nay mình có con RZ6505 nha. Con này cực kỳ nhỏ nha các bạn. Đây mình có 3 con nha các bạn. 3 con RZ6505. Sorry các bạn, RZ6506 nha các bạn. 3 con. Nha. Mấy con này cũng tương đối thôi chứ không đẹp lắm nha các bạn. Nói chung là xài thì ok thôi chứ mà kêu mà đẹp long lanh thì nó không đẹp lắm. Đó, 3 con. Thì một bộ này mình bán với giá 1 triệu mốt một bộ nha các bạn. Tại nếu mà các bạn nào đã từng xài con này thì biết quy lực của con này ha. Nó cực kỳ nhỏ nha các bạn. Nhỏ hơn con Hitachi hoặc là con Ryobi cùng loại nhiều. Nhưng nó lực bắn cực kỳ mạnh nha các bạn. Mấy con này nè, nó nhỏ lắm, các bạn cầm gọn trên bàn tay nha. Nói chung là cầm rất là gọn nha. Nó nhỏ xíu à. Thì mình có cái thước mình đo. Nói chung là mấy con này là con thuộc dạng mini nhưng mà than trong là than gời nha các bạn. Con này than gời nên cái lực bắn nó cực kỳ mạnh. Thì giờ mình sẽ test thử con đầu tiên cho các bạn xem nha. Các bạn nào mà xài mấy con này thì các bạn rất là thích luôn. Tại nó gọn nhẹ lắm, bạn leo trên cao cầm hay là bắn rất là gọn nha. Đây mình bắn gỗ cho bạn xem nè. Vít 5 phân nha các bạn. Thấy gỗ cực kỳ cứng nhưng bắn xuống cực kỳ nhanh nha. Lực đập các bạn nghe lực đập cực. Các bạn nghe lực đập của nó, các bạn biết cái quy lực của nó thế nào nha các bạn. Thì mấy con này mình làm đã full chức năng hết nha các bạn. Điều tốc nè. Tốc nó cũng cực kỳ nhanh nha. Đảo chiều nè. Đó, ngoại hình nó đây, ngoại hình nó thì mất cao su ở đây ha các bạn. Thì cái đầu này mình định sơn lại nhưng mà thôi mình để zin luôn không sơn. Ngày sơn cũng đơn giản lắm. Cực kỳ đẹp. Ủa sorry, em cực kỳ mạnh chứ con này nói đẹp thì nó không đẹp lắm nha. Ok, đó là con đầu tiên nha bạn. Một bộ này máy pin sạc 1 triệu mốt nha bạn. Pin mình đóng mới 4.000 mAh. 4.000 4.000 4.000 4 tùy 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 giờ đợt pin về nha các bạn. Rồi, đây con số 2 nha các bạn, cũng ơi Z6506 luôn nha các bạn. Đó. Thì mấy con này nó cũng na ná nhau à. Nó cũng không đẹp lắm nha các bạn. Đây em test chức năng trước nè. Bắn thử cho bạn xem nha. Cái con này các bạn leo trên cao làm rất là nhẹ nha.
Này mình bắn một tay thôi nha các bạn. Bạn nếu mà cầm bắn hai tay thì cực kỳ khỏe nha. Chỗ luôn không? Này vừa mấy chỗ luôn nè các bạn. Vừa chỗ luôn. Gỗ này 5 phân nha, vít này 5 phân. Đó, con thứ hai nha các bạn. Con thứ hai giá 1.000.000 luôn nha các bạn, máy pin sạc nha các bạn. Sạc 220 nha, 2A. Để mình lấy cái hộp sạc mình ra luôn ha. Sạc mình thì sạc mình sạc này nha các bạn. Đó. Lấy ra luôn chứ quên nè, adapter nha, Li-ion nè, 100 200 V, 100 240 V ha, đều sẽ được ha. Đó, dòng nó 2A nha các bạn. Rồi ok, test con thứ ba nha các bạn. Bắn nghe gì có biết là cái lực nó mạnh cỡ nào. Bữa vít không được ngon lắm. Các bạn nghe cái tiếng búa nó gõ chát chát luôn nha các bạn. Cực kỳ đã nha các bạn. Bạn nào xài ở nhà hoặc là làm xưởng mộc hay gì á, hoặc là đi bắt ba ba cái công trình mà bàn ghế và mộc rồi, những cái dán ép dán đồ các bạn làm gỗ MDF đồ, thì mấy con này bắn là cực kỳ ngon luôn nha các bạn, cực kỳ ngon, gọn nhẹ. Rồi đó là con thứ ba nha các bạn. Giờ cái đầu này bị kẹt gì rồi, sẽ rút không ra rồi, kẹt bi hay gì. Rồi xong nha bạn, con thứ ba. Ủa mình test con này mình test chức năng cho bạn chưa ta, mình nhớ nó bị tốt nè, đây thì nè thắng đầy đủ nha. Rồi con số 4 ha, con số 4 cũng là một con bắn vít nha. Con này thì AZ7201. Thì con này thì chạy cực kỳ êm nha, cái dòng này dòng cực kỳ êm nha các bạn. Thì con này có hai tốc là nhanh chậm. Nhanh chậm nha các bạn. Nè. Nó. Con này thì cực kỳ êm nha. Thì đây con này thì còn về mình đánh giá thì nó cũng không đẹp lắm nha các bạn. Được hả? Mình sẽ test thử cho bạn xem. Nè. Con này thì có đèn nha các bạn. Chạy êm lắm. Kim du à. Này, cái đầu chậm nè. Rồi nhanh nè. Mình sẽ bắn thử cho bạn xem nha. Con này các bạn nghe cái búa nó gõ im lắm nha. Mũi vít mình nó không có ngon. À, nghe nó gõ im nhưng mà nó xuống cũng rất là mạnh nha các bạn. Lý
do con này nó im hơn mấy con kia là ở bên trong cái hộp số nó bên đây là nguyên khối, nguyên cái hộp số nó nằm nguyên khối trong đây nha. Còn bên đây cái dạng cái đầu búa nó gời nha, nó kết cấu nó khác. Cái dòng này thì búa nó rất là im đó. Cái con này thì một bộ máy pin sạc là 1,2 triệu nha các bạn, máy pin sạc 1,2 triệu một bộ nha. Thì bạn nào mua thì liên hệ với mình. Thì các bạn đang xem video, các bạn nhớ like, subscribe kênh giúp mình nha. Like và đăng ký kênh. Ok. Rồi, đó là con số 4, con số 5 ha. Số 5 là con khoan. Con khoan này thì ngoại hình cũng xấu nhưng mà không đẹp nha. Con khoan này thì mình bán một bộ là 1 triệu nha các bạn. Con khoan này đầu kẹp Autolock 10 ly. Con khoan này có model là EZ 6402 nha các bạn. Thì nhà nó không đẹp lắm, mất tem hết rồi. Nên mình bán với giá 1 triệu một bộ này nha. Mình test thử cho bạn xem. Nha, chức năng nè. Đầu Autolock nè. Và đặc biệt cái con này thì cò tự ngắt nha bạn. Bây giờ tôi cục pin. Thì con này nó 21 cấp trượt. Đó, cò tự ngắt nha. Khi mà nó bắn đủ lực thì nó ngắt nha. À, ví dụ như đây mình đang ở mức 17 nè, mình chụp tay nè. Rồi. Này nó không ăn hay sao á. Nè, 17 là ngắt nè. Đó. Ngắt mình bớt lại được các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ khoan thử. Thì cái mũi khoan gỗ của mình để đâu mất tiêu rồi, mình không nhớ nữa. Mình sẽ lấy mũi khoan này, khoan sắt. Khoan sắt thì nó khoan nó sẽ không được ngon nha các bạn. Lý do mũi khoan sắt thì khoan mình mũi khoan là 10 ly nha các bạn. Mũi khoan sắt thì bạn khoan khi mà bạn khoan xuống gỗ này bạn phải rút phôi lên nó mới lên phôi. Đó. Bây giờ mình sẽ khoan thử cho bạn xem nè. Đó. Khoan xuống bạn phải rút phôi lên nha. Rồi chết chỗ. Cái cục pin ra hoài ta. Bên nãy bên kia không đúng nữa. Cái mũi khoan này khoan không ngon các bạn. Cục pin này thì không đúng với của nó nên nó không ăn. Lúc ăn lúc không. Pin này không đúng nên nó rồi nó ngắt luôn rồi các bạn. Khoan này không phải khoan gỗ nên khoan cực kỳ khó nha bạn. Pin không đúng nữa. Ok, con đầu tiên nha, cái bộ này 1 triệu nha các bạn. 1 triệu một bộ nha. Rồi thứ hai. Rồi nãy như cái pin này nó ấy đúng không ạ?
Còn pin thử không pin nữa. Hết pin thử. Rồi. Tới bộ này nha, ơi chết. 6403 nha, con này đầu kẹp 13 ly nha các bạn. Đầu bự lắm nha, đầu kẹp 13 ly. Thì con này mình sẽ bán với giá một bộ nó là 1,2 triệu nha các bạn. Con này 1,2 triệu nha, máy pin sạc. Chạy cực kỳ im nha các bạn. Đó. Con này cũng tự ngắt giống con kia nha các bạn. Ôi con này tự ngắt. Con này không tự ngắt. Còn 6403 không tự để coi để chế độ nhanh, chế độ chậm ngắt. Con này không tự ngắt nha các bạn. 6403 không tự ngắt nha. Con này đầu kẹp chà bá luôn á, nó có gấp trượt. Con này mình không test khoan nữa các bạn. Bữa nào mình mua cái mình kiếm lại cái mũi khoan của mình ra mình sẽ test khoan nha. Con này 1,2 triệu nha các bạn. Rồi, đây thêm một con nữa. RZT109 nha. Con này cũng còn khá là đẹp nha, đầu kẹp Ocelot 13 ly luôn nha các bạn. Đó, sẽ test chức năng thôi. Khoan mệt cực quá. À. Điều tốc thôi. Đang chạy chậm mà, giờ mình sẽ chỉnh tốc nhanh nha. Đó, chạy cực kỳ im nha các bạn. Đó. Con này sẽ là 1,2 triệu một bộ luôn nha các bạn. Rồi, hết rồi đó các bạn ơi. À còn con này RZ6505 nè, nhiều bạn thích con này lắm nè. Bộ này mình để 1,2 triệu nha. Những con này nó bị mắc thắng, mình chưa làm lại nha. Con này mình làm lại là ok nha, bảo đảm nha. Con này thắng làm dễ lắm nha. Hôm nay là sẵn mình quay video này mình giới thiệu luôn. Thì bạn nào mua thì liên hệ mình 1,2 triệu một bộ luôn nha các bạn. Con này vừa khoan vừa bắn vít, màn hình hơi xấu một xíu nha. Ở đây nó dính keo nha các bạn, đây dính keo nha, lọt ra thôi nha. Đó, màn hình xấu nha các bạn. 1,2 triệu một bộ, con này vừa khoan vừa bắn vít nha. Nè, chạy cực kỳ im nha các bạn. Lý do một điều là nó mất thắng thôi. Mất thắng thì làm lại cũng dễ thôi, nhưng mà bận quá mấy gài cái mình quên luôn. Nay mình quay video thì sẵn mình quay nó luôn nha. Nhưng mà đặng nào bạn nào mua thì mình sẽ bảo đảm full chức năng nha. Cực kỳ khỏe nha bạn. Con này thì có hai chế độ chạy nhanh chậm nha. Chỉnh tốc chậm rồi nó bua phai nó ấy nổi không. Chỉnh tốc chậm này là nó hiểu cái lực đập nha. Con này thì nó có hai chức năng nha bạn. Chức năng khoan với chức năng bắn vít. Nếu mà bạn để chức năng này là chức năng khoan á, thì cái búa nó trượt nha. Còn các bạn để chức năng bắn vít thì búa nó đập nha. Con này đặc biệt một điều như là thế. Nên cái con này có nhiều người rất là thích. Cái dòng này dòng Guti nè. Đó, nên các bạn rất là thích. Còn cái này dính keo thì bạn nào ấy thì lột ra nha. Bộ này 1,2 triệu bộ, máy pin sạc. Rồi hết ha bạn. Đó là những cái máy của mình hôm nay ha. À còn cái này thì mình chia sẻ chơi cho các bạn ha. Mình cũng mới về cái bộ này. Bộ này như mới luôn nha các bạn. Là chia sẻ chơi thôi, chừng nào chơi chán rồi bán nha. À Ryobi. Con Ryobi nha. Con này BD1250. Thì con này như là đập hộp luôn nha các bạn. Như mới luôn. Mình không hiểu sao nó bỏ ra nữa. Ở bên trong cái motor nó chà bá luôn các bạn. Nó 12V nhưng cái lực đập nó chắc làm máy 14 luôn á, bằng máy 14 luôn các bạn.
nhưng cái tốc nó không bằng thôi, nhưng mà lực đập cực kỳ mạnh. Mình test rồi ha, đây mình chia sẻ cho bạn xem ha, bạn nào thích thì muốn tìm con này về chơi ha. Mình bữa mình lấy về thì rất là thích nó luôn đó, nó như mới luôn á. Đó là chia sẻ thôi, chạy ăn vòng luôn nè. Nè, chạy tốc cực kỳ, hai chế độ chậm nè, nhanh nè. Rồi, ok. Cảm ơn các bạn đã xem video ha. Bạn xem nhớ like, subscribe kênh giúp mình ha. Rồi, cảm ơn, chào tạm biệt các bạn nha.